Tom Cruise, tài tử Mission Impossible, tiết lộ con số tâm linh trong ba cuộc hôn nhân khiến người hâm mộ rùng mình. Ngôi sao phim Nhiệm vụ bất khả thi Tom Cruise có một sự nghiệp lừng lẫy, nhưng hôn nhân của anh lại không hạnh phúc. Ở tuổi 59, Tom Cruise đang sống một mình sau khi chia tay ba người vợ nổi tiếng, đều ở tuổi 33. Tom Cruise là một trong những ngôi sao điện ảnh hàng đầu Hollywood. Anh trở nên nổi tiếng từ thập niên 80-90 thế kỷ trước và vẫn tiếp tục là cái tên hot của điện ảnh thế giới cho tới ngày nay. Nam diễn viên đã nhận được nhiều giải thưởng trong sự nghiệp của mình, bao gồm 3 giải Quả Cầu Vàng và 3 đề cử tại lễ trao giải Oscar. Tom Cruise là một trong những diễn viên được trả cachet cao nhất trên thế giới. Các bộ phim của anh đã thu về hơn 4 tỷ USD doanh thu phòng vé ở khu vực Bắc Mỹ và hơn 10,1 tỷ USD doanh thu phòng vé trên toàn thế giới. Ngôi sao phim Nhiệm vụ bất khả thi luôn là một trong những biểu tượng điện ảnh tại Hollywood. Nổi tiếng bởi tài năng trong lĩnh vực điện ảnh, nên đời tư của Tom Cruise cũng được rất nhiều báo giới quan tâm. Trái ngược với sự nghiệp thành công rực rỡ, ngôi sao phim hành động lại có cuộc sống riêng tư không mấy suôn sẻ. Tom Cruise đã từng kết hôn rồi ly dị 3 lần. Báo giới đã phát hiện ra một điểm trung lập đáng chú ý trong ba cuộc hôn nhân của Tom Cruise, đó là cả ba người vợ của nam tài tử đều chia tay anh khi họ bước vào tuổi 33. Người vợ đầu tiên của Tom Cruise, nữ diễn viên Mimi Rogers, 31 tuổi khi cô kết hôn với Cruise vào năm 1987, khi đó Tom Cruise mới 24 tuổi. Theo trang E, Mimi Rogers, người hơn chồng tới 7 tuổi, chính là người thúc đẩy sự quan tâm của Tom Cruise đối với giáo phái Scientology. Vào ngày 16 tháng 1 năm 1990, khi Mimi Rogers 33 tuổi, cô và chồng tuyên bố ly hôn chỉ vài ngày trước khi cô chính thức bước sang tuổi 34. Khi nói về cuộc hôn nhân của mình, Rogers chia sẻ với tạp chí Playboy rằng đây là câu chuyện thực, Tom đã nghiêm túc nghĩ đến việc trở thành một nhà sư, ít nhất trong khoảng thời gian đó, khi ấy có vẻ như hôn nhân không phù hợp với nhu cầu tổng thể của anh ấy. Tom nghĩ mình phải sống độc thân để duy trì độ tinh khiết trong tinh thần của mình, còn tinh thần của tôi lại cần có sự điều chỉnh. Cuộc hôn nhân thứ hai của Tom Cruise là với nữ diễn viên Nicole Kidman. Cặp đôi kết hôn khi Nicole 23 tuổi. Trong 10 năm bên nhau, Tom và Nicole không có đẻ con. Họ nhận nuôi hai đứa con là Isabella và Connor. Người đại diện của cặp đôi thông báo, Tom và Nicole chia tay vào tháng 2 năm 2001 chỉ vài tháng sau khi họ kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Khi chia tay chồng, Nicole cũng 33 tuổi. Trong một lần hiếm hoi nói về hôn nhân, Nicole tâm sự, tôi kết hôn năm 23 tuổi nên không đi dự tiệc hoặc không đi chơi nhiều. Tôi chủ yếu ở nhà và có đứa con đầu tiên ở tuổi 25. Vì vậy, cảm giác của tôi về thế giới chỉ đơn giản là tôi đang làm việc hoặc tôi đang ở nhà. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí New York, Kidman từng nói, tôi kết hôn vì tình yêu và kết hôn với một người đàn ông cực kỳ quyền lực khiến tôi không bị quấy rối. Khi tôi nói tôi được bảo vệ, có lẽ nó gần giống như một rào cản. Rất nhiều phụ nữ không có điều đó. Nhưng tôi cũng không thích thảo luận về người cũ. Tôi cảm thấy việc đó là không tôn trọng đối với Tom và không tôn trọng đối với Kate, chồng hiện tại của Nicole. Cuộc hôn nhân thứ ba của Tom Cruise là với nữ diễn viên Katie Holmes. Cặp đôi lên trước bố mẹ của cô con gái Shuri vào tháng 4 năm 2006, trước khi kết hôn vào tháng 11 cũng trong năm đó. Tom, Kate từng là một cặp đôi được yêu thích nhất của các trang báo lá cải. Tom Cruise từng tâm sự với kênh MTV rằng, tôi muốn chia sẻ cuộc sống của tôi với người phụ nữ này. Người phụ nữ này thật đặc biệt, cô ấy phi thường và tôi rất tôn trọng cô ấy. Tôi không có gì phải che giấu, tôi đang rất hạnh phúc. Vào tháng 6 năm 2012, Katie Holmes, 33 tuổi, gây sốc khi đệ đơn xin ly hôn chồng lên tòa án và trong vòng vài tuần, mọi việc đã được giải quyết êm thấm, kín đáo. Trả lời phỏng vấn tờ InStyle năm 2020, Katie chia sẻ, khoảng thời gian đó rất căng thẳng, chúng tôi thu hút rất nhiều sự chú ý và tôi còn có một đứa con nhỏ. Rõ ràng là người của công chúng, tôi đã được quan tâm nhiều và khi bạn được chú ý nhiều, đôi khi bạn không muốn ra khỏi nhà. Mặc dù cả ba cuộc hôn nhân của Tom Cruise đổ vỡ khi ba người vợ anh đều 33 tuổi, nhưng một cựu thành viên của giáo phái Scientology trò chuyện với tờ HuffPost nhấn mạnh rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Bạn có thể mong đợi giáo phái Scientology được thảo luận rất chi tiết ở sau chuyện này, nhưng sự trùng lập ở số tuổi của ba người vợ của Tom khi cuộc hôn nhân của anh ấy tan vỡ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Các vấn đề phát sinh trong hôn nhân xuất phát từ cái mà giáo phái Scientology gọi là sự từ chối, còn chúng ta gọi là không giao tiếp. Ba vụ ly dị của Tom không liên quan gì đến việc vợ anh ấy bước sang tuổi 33. Liên quan đến con gái của Tom Cruise, sự xuất hiện của Katie Holmes và con gái Shuri Cruise tại khu mua sắm ở New York nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Việc hai mẹ con đi shopping cùng nhau cho thấy tình cảm của họ vẫn rất tốt, đồng thời đập tan tin đồn rạn nứt liên quan đến các mối tình gần đây của Katie. Dù đeo khẩu trang nhưng cô bé Shuri vẫn chiếm trọn spotlight nhờ body mảnh khảnh và chiều cao đúng chuẩn người mẫu tương lai. Năm nay Shuri mới 14 tuổi nhưng cô nàng đã cao gần bằng mẹ.
Được biết chiều cao của Katy là 1m75, nhiều người cho rằng hiện tại Suri phải cao khoảng 1m7. Cô công chúa nhỏ năm nào nay đã biến thành thiếu nữ, không chỉ có gương mặt xinh đẹp mà chiều cao cũng vượt trội không kém.